Ok nha, mình sẽ gặp bằng các bạn tân sinh viên hơn 18 tuổi đi đại học nha. Quen nha, nếu nha mà đụng vào nó đầu tiên thì điều chỉnh thì nó muốn tích tức không thể nào nó bị cười nữa bắt bắt được thứ hai cái nhà nó ăn cơm ấy. Vướng là mình chưa quen, còn nếu mà nhai vào mà nói đầu tiên thì đấy tất cái lợi đó vướng à, quan trọng là vướng cái nhai ăn cơm chưa, ăn cơm nhai cái nhai thoải mái vào ra rồi đây va là cơm thế nào nhai vậy, nhai xem có vào nó không, còn những cái vấn đề ăn cái khác của đứa nó quen
Nhá đi cái thoải mái bình thường không? Mắc hả? Vướng vướng là chứ nha. Quan trọng nhất là cứ nha bình thường đi, xem nó bình thường nó pha vào không. Nó không pha được rồi đó. Còn nếu nó pha thì mình chỉ nha đến mắc cơm ấy, đừng tập trung vào nó làm gì cả. Mà mình thảo ăn nhắn cơm nào nha vậy. Sau này về mình cứ ăn bình thường, sau quen là bình thường mới thấy nha thôi. Bây giờ đưa vào mắc vướng vì sao, vì cái rau mình mắc vào mình đang thấy vướng hồi cái cảm tụt răng thế này đúng không, cho nên là cứ không để ý cái đấy làm gì, cứ nhai giống cơm bình thường bằng món hàm của mình thế này, xem cái đấy như thế nào, bình thường là ổn còn nó không bình thường thì chỉ còn nó vướng khi quen từ từ. Tôi cũng là người bắt thân của mình nha, thoải mái cứ thở thôi nha, cho đúng kích thước của mình thì cả nó có lệch thì nó chỉnh lại về kích thước của mình nha, đúng cơ bằng ngân hàng nhé, còn cổ không thở há đi, cắn chặt lại, cắn chặt lại, nghiến chặt lại, hơi buốt nha, vì răng mình là răng xấu, răng chết chủ yếu chào mọi người nhé, mình xin cái sự khởi đầu đấy nha.